Xin chào các bạn, hôm nay mình nấu cái món canh mà mình rất là ưa thích. Canh này nó rất là đơn giản, rẻ tiền, dễ nấu, nhanh, gọn, lẹ. Mình gọi món này là món canh nhà nghèo, tại vì nó chỉ có bắp cải, vài miếng cà chua, và miếng bột nêm, rồi thêm chút nước mắm cho cái nước nó ngọt lên thôi. Chứ không có nấu với thịt hay cá hay xương gì hết. Cho nên món canh này rất là thanh đạm. Rồi mình sẽ sắc cà chua, bỏ ra cho nó cà chua mềm, cho nó ra chất cà chua. Rồi mình sẽ thêm miếng muối. Nêm gà, nêm cho nó nêm dạng giống như canh chay giả. Nêm gì? Thêm miếng nước mắm. Rồi để cho nó sôi lên chút nữa là mình bỏ bắp cải vô. Giờ nước sôi thì mình sẽ cho bắp cải vô. Vậy cái này nó luộc nhưng mà mình thích làm canh đó. Đó, hai cái bắp cải và một nồi này mình ăn chắc mấy ngày mới hết đó, các bạn ơi. Và đây nồi bắp cải đã xong. Nếu các bạn không thích ăn dạng canh này nè thì bạn có thể vớt ra làm thành bắp cải luộc, chấm với chao hay là nước mắm, nước tương đều được. Còn mình thì mình thích ăn dạng canh đó, rồi mình vắt chanh vô, rồi mình sẽ chấm với nước mắm, cắt ớt, ăn rất là ngon. Tại vì cái canh này nè nó có nước mắm đó, cho nên nó cái hậu vị nó rất là ngọt mà thanh. Các bạn có thể thử món canh nhà nghèo này của mình nha. Hy vọng các bạn sẽ thích.